Khuôn Yên kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin tối nay ngày 23 tháng 10 năm 2013 là phần tóm lược các tin chính. Hàng ngàn hài cốt của các tử tù vô thừa nhận ở Pháp trường Long Bình, thành phố Sài Gòn. Hai giáo dân, giáo xứ Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh bị kết án tù. Mang súng giải ra đường bị cảnh sát bắn chết. Và hàng ngàn người Cambodia biểu tình phản đối bầu cử gian lận. Sau đây là phần tin chi tiết. Hàng ngàn hài cốt của các tử tội tại Pháp trường Long Bình, quận Thủ Đức, thành phố Sài Gòn được cho là vô thừa nhận sau khi thành phố ra lệnh đóng cửa Pháp trường để xây dựng một khu đô thị mới trên phần đất này. Lệnh đóng cửa Pháp trường Long Bình được ban hành sau khi Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Báo Người Lao Động cho hay phần lớn các ngôi mộ của các tử tội bị xử bắn còn lại tại Pháp trường Long Bình bị bỏ phế suốt một thời gian dài. Các tử tội sau khi bị hành quyết thì chính quyền không để lại bất cứ chi tiết nhận dạng thân nhân nào và hầu hết các ngôi mộ tử tù thì không có thân nhân đi thăm một cách thường xuyên. Mộ bia bị hư hỏng, lâu ngày biến thành những nấm đất hoang bên đường. Thời gian trôi dần, người thân của họ khó truy tìm được hài cốt. Một nhân viên làm việc tại Pháp trường có thâm niên tại đây cho biết hầu hết gia đình tử tù mang mặc cảm, tâm lý xấu hổ với láng giềng nên không chịu đến nhận hài cốt. Chính vì vậy mà nhiều tử tù đã được hỏa táng và gửi cho cốt vào các ngôi chùa ở địa phương. Pháp trường Long Bình là một trong những địa điểm thi hành án tử hình lớn nhất miền Nam, tập trung toàn bộ số tử tù miền Nam Việt Nam từ sau năm 1976 trở lại đây. Thời gian vừa qua thì người dân địa phương coi khu vực này là vùng đất đầy sát khí, nên ít có ai dám bước vào, trừ các phu pháp trường. Hai giáo dân của giáo xứ Mỹ Yên, tỉnh Nghệ An đã bị kết án tù trong phiên xử ở thành phố Vinh hôm thứ Tư 23 tháng 10 mà gia đình của họ không nhận được bất cứ giấy thông báo nào có vụ xử án. Ông Ngô Văn Khởi bị tuyên án 7 tháng tù giam, ông Nguyễn Văn Hải bị 6 tháng tù giam và thời hạn chịu án tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 27 tháng 6 năm 2013. Ông Ngô Văn Khởi 53 tuổi và ông Nguyễn Văn Hải 43 tuổi đều là người của xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng vào buổi tối ngày 22 tháng 5 năm 2013. Hai ông bị tòa án cho là đã có lời nói kích động người khác tham gia gây rối trật tự tại xã Nghi Phương với các hành vi phá hoại tài sản công dân, đánh đập 3 cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ. Việc bắt giam hai ông Khởi và Hải đã gây ra cuộc tranh đấu đòi trả tự do cho họ và cuộc đàn áp đổ máu ở trước trụ sở xã Nghi Phương vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Hôm 22 tháng 10, thì cảnh sát quận Sonoma County ở phía bắc của tiểu bang California đã bắn chết một người đàn ông tại thành phố Santa Rosa, vì tưởng ông này mang khẩu tiểu liên AK ra đường, nhưng sau đó mới biết đây là súng giả. Vụ án xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ chiều khi hai cảnh sát viên đang lái xe đi tuần. Họ nhìn thấy một người đàn ông đi trên đường với khẩu súng AK trong tay. Hai cảnh sát viên này yêu cầu được hỗ trợ và ra khỏi xe, rồi ra lệnh cho người đàn ông kia bỏ súng xuống, nhưng sau đó ngay lập tức nổ súng vào nạn nhân. Khi đến gần xem xét thì người bị bắn, hai cảnh sát viên mới biết đây là khẩu súng AK giả và làm y như thật. Cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng lục bằng nhựa nhét nơi bụng người này. Hai cảnh sát viên liên hệ vụ nổ súng được tạm thời nghỉ việc trong thời gian có cuộc điều tra. Và cho đến nay thì cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính người đàn ông bị bắn chết. Cuối cùng là tin hàng ngàn người ủng hộ phía đối lập tại Cambodia hôm thứ Tư đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc bầu cử bị coi là gian lận vừa qua. Cuộc bầu cử này đã giúp Thủ tướng Hun Sen tiếp tục cầm quyền sau gần 3 thập niên lãnh đạo quốc gia này. Đám đông kéo đến đứng chật một công viên ngay giữa thủ đô Phnom Penh để nghe lãnh tụ đối lập Sam Rainsy phát biểu. Đảng cứu quốc Cambodia do ông này lãnh đạo đã tẩy chay cuộc họp quốc hội, lấy lý do có các hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua. Giới truyền thông ngoại quốc ước tính thì có khoảng 10.000 người đến tham dự cuộc biểu tình này. Họ tuần hành trong trật tự qua các con đường ở thủ đô vào khoảng 1 giờ đồng hồ, hô khẩu hiệu đòi phải có sự thay đổi. Đoàn biểu tình cũng đi tới văn phòng đặc sứ nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Phnom Penh để trao thỉnh nguyện thư kêu gọi Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác can thiệp.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin tối nay. Khuôn Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.